rất là may mà em học được trẻ cũng là cái duyên, vì là hôm đấy là em cũng có đau lắm đấy, em đi khám ở Bạch Mai ấy, thì chụp cộng hưởng thì là bị xẹp đĩa đệm nó chèn vào dây thần kinh thì gây ra đau một tuần. Lúc đấy là thật là lúc đấy rất là đau rồi, vì đi chân đi xèo đi bị lết chân ấy. đến học lết chân, và lúc đấy là đến cũng chưa làm gì cả, chỉ ngồi mà rất là đau. Đến khi mà được đến hôm đấy ông học, may lại học đúng vào cái bài là bài học cách day huyệt. Xong lúc thầy ở đau nhìn thấy đau này không, em bảo em thầy em đau lắm, chân em bị đau lưng. Thế thầy chỉ tôi là thầy hôm đấy thì thầy cũng chỉ day cái huyệt huyệt số 1. Thầy ấn một lúc và bắt đầu cái từ đầu tiên nó nóng bừng người này, toát hết vãi mồ hôi rồi. Và hết mồ hôi xong tự nhiên cái độ đau của mình nó giảm dần, nó dịu dần. Cái sau này chỉ khoảng tầm 2 phút thôi là tự nhiên thấy cảm giác đầu mình nó đỡ ở những 80%, nhưng mà có một cái đấy đặc biệt là nó bấm một cái nó tác dụng ngay, bấm là vãi mồ hôi ra, người nóng bừng lên. Chỉ khoảng tầm 2 phút là cái cơn đau tự nhiên nó dịu. Dựa theo cái cách chữa đấy là em làm, thì làm cái đấy thì em làm được khoảng tầm nửa tháng, em thấy đỡ hẳn rồi. Em nghĩ là hay là khả năng khỏi rồi, thì em bắt đầu dừng một tuần, không làm nữa. Thế là đến ngày thứ một tuần nữa, đến ngày thứ 22 thì tự nhiên lại bắt đầu lại thấy đau, lại bắt đầu thấy đau lại. Em hỏi thầy rồi là thế hay là tại sao em làm như thế mà em dừng xong lại đau lại? Hay thầy bảo cái này làm già lâu bởi vì liên quan đến xương khớp, nên làm rất là lâu. Vì cái này thì hồi đấy đến thời điểm đấy, từ đấy là em làm việc đến cách đây khoảng tầm một tháng là em thôi không làm nữa, thì em thấy nói tổng thời gian làm của em bao lâu? Hai tháng rưỡi tổng thời gian làm. Làm liên tục, ngày làm 3 lần, tranh thủ là lúc nào làm đấy, thường là làm một ngày 3 lần. Kết hợp là hơ ngày cứu. Trên mặt hay là tại chỗ? Tại chỗ thì em đầu tiên em hơ một tuần thì em thấy cảm giác là nó nóng rồi đấy quá, thì em thôi không hơ ngày trực tiếp em mà hơ đầu đúng đó. Đúng. Em hơ đúng là thứ nhất là ở trên số mũi, biết từ trên này xuống này. Đây là phản chiếu ở trên trán và trên mũi. Đây là sống lưng. Vâng, và phản chiếu ở mang tai. Hơ ở tay, ngón tay giữa. Vâng. Ở tay thì em cũng hơ phản chiếu ở đấy, thì hơ ngày cứu thì kết hợp là dùng cái ngày cứu ấy, mình xào nóng lên xong rồi mình chờ kết hợp với muối ăn ngày cứu ấy, làm ngày cứu ấy xong muối rồi đắp trực tiếp lên chỗ đau. Nên nó một ngày thì chỉ làm một lần thôi trước khi đi ngủ. Và cái nữa là của em bị xẹp cái đệm, nên là em đu xà đơn nó kéo giãn cái đốt sống lên cho cái đĩa đệm nó nở ra. Thì cái đấy thì em làm thì ngày em đu xà 2 lần, mỗi lần đu khoảng tầm 5 cái. Em bấm nếu mà để tác dụng thì nó chỉ 5 hôm là đã thấy nó giảm rồi, sau em duy trì đến 15 hôm, xong rồi em thấy chả cảm giác đau thì em dừng xong rồi dừng một tuần xong rồi lại đau lại, sau đó lại tiếp thì lại bắt đầu lại phải làm lại để làm được các tổng thời gian là 2 tháng rưỡi.